Mình sẽ trên tay nhanh cái máy khoan của DCA nhé. Con này là ADZJ13 này. À, ADZZ13. Ba máy đây nhé. ADZZ13. Con này là dòng có chổi than nhé. Được tặng kèm một bộ chổi than luôn. Trong này dùng hết thì đỡ mất công anh em đi tìm mua. Dây đeo này. Ok, vào nhân vật chính đi. Máy. Đây, con này nặng phết. À, máy đây anh em. Rồi, con này là dùng pin 18V. Tốc độ không tải của con này là 2000 vòng trên phút tối đa. Ba chế độ khoan thường này, khoan bê tông và bắn vít. Đấy, đi kèm cho pin 18V 4 chấm của DCA luôn. Hai quả nhé. Đây bộ sạc của nó. Bộ sạc này thì sạc cho pin 14.4 hoặc là pin 18V. Dòng ra là 3A. Rồi, ok. À, bộ này thì mình hiện tại đang bán là 3.080.000, đã bao gồm hóa đơn VAT nhé. Rồi, mình trên tay nhanh thôi, để còn gửi hàng đi cho khách nữa. À, cái đầu cặp này là đầu cặp bằng kim loại nhé. Mình kiểm tra lại nào. À, hình như cái này nó bằng bằng kim loại anh ạ.